Việt Nam vào bán kết gặp Malaysia, tái hiện trận chung kết SEA Games 32. Lượt trận cuối bảng B và C giải vô địch U23 Đông Nam Á vừa kết thúc. Theo đó, Việt Nam thắng nhẹ Philippines 1-0 ở bảng C, còn Malaysia thắng Đông Timor 3-1 ở bảng B. Như vậy, ba đội nhất của ba bảng gồm chủ nhà Thái Lan với 3 trận toàn thắng ở bảng A. Tương tự, Malaysia có 2 trận toàn thắng ở bảng B và bảng C. Nhà đương kim vô địch Việt Nam cũng làm được điều tương tự. Tấm vé vớt duy nhất vào bán kết thuộc về nhà đương kim vô địch SEA Games 32, tức Indonesia. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung ra đội hình B đá với kèo thơm Philippines. Tuy nhiên, cách thể hiện của đội hình B Việt Nam trong nhiều thời điểm rất khó chấp nhận về thái độ thi đấu và thể hiện sự xem thường đối thủ, màu mè và xem nhẹ đối thủ ở những tình huống có thể dẫn đến ăn bàn. Cụ thể, phút 45+1, Long Vũ cầm bóng đi vào vùng cấm đối mặt thủ môn của Philippines, thì Long Vũ lại màu mè, chậm chạm, thích thể hiện để rồi hậu vệ của Philippines lao vào phá bóng. Thực tế, cách xem thường đối thủ rồi dẫn đến cách chơi của mình dễ dãi là điều hoàn toàn không nên. Đội trẻ Việt Nam rất thường hay có thái độ này, thiếu tính chuyên nghiệp. Dù là đội hình B xuất phát, nhưng Việt Nam có một thế trận rất dễ dàng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Nhật Bản, các cầu thủ trẻ Việt Nam hành U23 Philippines như chơi banh ma vậy. Và đến phút 18 thì trong một pha tấn công dọc mạng sườn phải, Đăng Dương chuyền vào trung lộ, Hữu Tuấn băng súng dứt điểm và ghi bàn thắng duy nhất trận. Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vì cách chơi thiếu nỗ lực lẫn động lực như cách các cầu thủ Việt Nam thể hiện ở trên. Từ nửa hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lần lượt đưa vài trụ cột vào để tạo cảm giác thi đấu tốt chờ bán kết như Văn Khang, Quốc Việt, Minh Quang. Thắng Philippines 1-0, Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng C, trận đầu Việt Nam thắng Lào 4-1. Đội đoạt vé vớt vào bán kết chính là nhà đương kim vô địch SEA Games 32, Indonesia. Thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong có được 3 điểm, thắng Đông Timor 1-0 và thua Malaysia 1-2, trong khi Philippines nhì bảng C chỉ có 1 điểm hòa Lào 2-2. Còn Campuchia nhì bảng A chỉ có được 1 điểm hòa Myanmar 1-1, khi trận thắng 5-0 của họ trước Brunei bị loại ra. Như vậy, hai trận đấu bán kết ngày 24 tháng 8 là Việt Nam gặp Malaysia, còn Thái Lan cùng Indonesia tái hiện trận chung kết SEA Games 32.